Để khẳng định vị trí vững chắc trong top 10 tỉnh thành phố của cả nước và đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long về thu hút đầu tư nước ngoài, Long An tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đưa tỉnh nhà trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư. Nhằm thu hút thêm nhiều dự án lớn, công nghệ hiện đại, hiệu quả trong hội nhập quốc tế, Long An quan tâm thực hiện kế hoạch triển khai quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đồng thời tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội một cách tổng thể, đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các dự án có tính liên kết dùng và tạo sức lan tỏa, mở ra không gian phát triển mới. Tỉnh cũng triển khai hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024, tăng cường phối hợp các cơ quan trung mương, trong đó mời gọi có chọn lọc các dự án đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tài nguyên môi trường cải thiện môi trường đầu tư, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin pháp lý, kịp thời khơi thông điểm nghẽn trong thu hút và tiếp nhận dự án, tạo động lực để Long An về đích sớm, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội 11 Đảng Bộ Tỉnh.